Thưa quý vị và các bạn, vào 0 giờ sáng nay ngày 11 tháng 11, Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu, giải thưởng được ví như là giải Nobel của ngành giáo dục năm 2020, đã chào đón cái tên Hà Ánh Phượng, lọt top 10 giáo viên xuất sắc nhất. Như vậy, sau khi lọt vào top 50 tháng 3 vừa qua, hôm nay cô giáo trẻ này tiếp tục khẳng định niềm tự hào của giáo dục Việt Nam khi góp mặt trong top 10. Cô giáo Phượng cũng là một trong những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. Phóng viên truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện để nghe cô giáo Phượng chia sẻ xung quanh giải thưởng ý nghĩa này. Thưa quý vị và các bạn, đây là nhân vật của chúng ta hôm nay, top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020, cô giáo Hà Ánh Phượng. Xin chào Hà Ánh Phượng, trước hết xin được chúc mừng bạn với kết quả tuyệt vời này. Không biết lúc này cảm xúc của bạn như thế nào? Tôi cảm thấy rất là bất ngờ, hạnh phúc và xúc động. Và thực sự là tôi đã vỡ òa khi mà biết được rằng là Việt Nam đã có tên trong danh sách top 10 những giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu. Bởi vì với tôi thì đây là một cái sự tự hào và nó rất là có ý nghĩa, không chỉ riêng với bản thân tôi mà là còn màu cờ sắc áo của nước nhà, đại diện của giáo viên Việt Nam trên trường thế giới. Được biết Phượng là người cuối cùng được công bố trong top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020. Những người được công bố trước bạn thì đều đến từ những nền giáo dục rất phát triển như Anh, Mỹ hay Ý. Phượng có thể chia sẻ về hành trình lọt vào top 10 của giải thưởng danh giá này? Cuộc thi này đến với tôi cảm thấy là nó giống như là một cái cơ duyên ấy. Thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi đã không có ý định nộp hồ sơ. Cũng là lần thứ hai tôi cũng bỏ qua. Nhưng đến lần thứ ba trong một cái cuộc họp mà chuẩn bị gần deadline rồi thì các thầy cô giáo nước ngoài có nói là Phượng ơi Phượng, em làm hồ sơ đi, bởi vì là em có những cái yếu tố, có những cái phẩm chất mà trong cái yêu cầu của chương trình cần đó. Thì tất cả các thầy cô ở các nước đã động viên tôi tham gia. Khi làm hồ sơ thì tôi đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, sự đề cử của các giáo viên, những người mà có uy tín trên toàn cầu. Trong quá trình làm ra hồ sơ thì chúng tôi có đưa ra những cái sáng kiến của mình hay là những kể về cái quá trình dạy học của mình, phương pháp dạy học của mình và những cái minh chứng của mình trong quá trình công tác giảng dạy, ví dụ như là công tác tự học, công tác nghiên cứu khoa học và có tham gia qua các vòng phỏng vấn. Tôi cũng không nghĩ rằng là cái kết quả báo top 10 lại đến với tôi lại một cách bất ngờ như vậy. Sau khi bạn lọt vào top 50 vào tháng 3 vừa qua thì lớp học không biên giới của bạn đã trở nên rất nổi tiếng. Vậy thời gian qua thì Phượng đã làm như thế nào để tiếp tục phát triển hiệu quả của các lớp học này? Bản chất mô hình lớp học xuyên biên giới chính là việc kết nối các lớp học với nhau trên toàn cầu. Tại đây thì các em không chỉ học về ngoại ngữ mà các em còn có thể học ở các môn học khác. Và các em có thể tìm hiểu về văn hóa của nước bạn, trao đổi văn hóa, tăng sự tự tin và tăng cái khả năng giao tiếp tiếng Anh, cũng giống như là hiểu biết về văn hóa của các nước trên thế giới. Và cái lớp học này thì trong quá trình đại dịch thì có chút khác so với cái lớp học truyền thống của tôi. Bởi vì bình thường nếu như trước đại dịch thì chúng tôi có thể là cả cô trò ở cùng một địa điểm và kết nối với cô trò và các bạn khác, như vậy là chỉ có hai điểm cầu thôi. Nhưng trong đợt dịch Covid thì cái lớp học của chúng tôi thì đã chia ra thành nhiều điểm cầu nối và học sinh ở nhà, sau đó học cùng với cô qua cái mô hình lớp học xuyên biên giới. Sau khi cái mô hình lớp học này của tôi được biết đến thì tôi đã tích cực chia sẻ cho các thầy cô giáo trong cả nước, ở cả những nơi đặc biệt khó khăn. Bên cạnh mô hình lớp học xuyên biên giới thì tôi có cho các em thực hiện rất là nhiều các dự án. Và những cái dự án đó thì hầu như là gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Vì tôi nghĩ rằng là phương pháp dạy học dự án là một trong những cái phương pháp dạy học kiểu mới mà có thể giúp các em học sinh phát huy được các phẩm chất và các năng lực của mình. Và không qua đó thì các em có thể tăng được các cái kỹ năng cần thiết, những cái phẩm chất cần thiết, đặc biệt là trong cái thế kỷ 21 này. Vậy Phượng có dự định gì trong thời gian tới? Dự định sắp tới của tôi đó là tôi muốn các em học sinh của mình có thể tham gia được nhiều dự án hơn và có nhiều giờ học kết nối hơn. Đồng thời là tôi đã và đang phát triển kênh YouTube của mình để dạy học miễn phí, không chỉ là cho đối tượng các em học sinh mà có thể là các phụ huynh mà đang có con nhỏ có thể học tiếng Anh và có thể là giúp các bạn trẻ của Việt Nam có thể học tiếng Anh một cách miễn phí ạ. Bạn có điều gì muốn chia sẻ tới các thầy cô giáo và các học sinh ở những nơi khác sau khi mà mình giành được top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu? Có một câu nói mà tôi vẫn thường hay nói với đồng nghiệp của tôi và các em học sinh của tôi, đó là dù có bất cứ ở nơi đâu, mảnh đất khô cằn hay là màu mỡ, thì nếu như mà chúng ta cố gắng thì chắc chắn là mảnh đất đó sẽ nở hoa. Chắc chắn câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ với khát vọng cống hiến vì cộng đồng, trong đó có những giáo viên với sự nghiệp chồng người. Một lần nữa xin được cảm ơn Hà Ánh Phượng đã dành thời gian cho truyền hình Phú Thọ và xin chúc bạn đạt được những thành công trong thời gian sắp tới.